Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Duy đứng ngay cái bếp này thì các bạn sẽ nghĩ rằng Duy sẽ làm một món cocktail nào đó hoặc là nấu một món ăn nào đó phải các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay không. Hôm nay Duy sẽ chia sẻ các bạn một cái tính năng đặc biệt của nước 2.5 thông qua cái máy điện giải K8. Phải nói rằng thời gian ở nhà trong dịch này thì Duy chỉ mê mẩn với cái máy này thôi. Các bạn biết tại sao? Tại vì cái máy này nó quá sức là vi diệu và nó làm ra những cái công dụng và những cái công năng mà phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình thì rất là tuyệt vời luôn. Và những video clip trước đó, thì chia sẻ với các bạn đó là cái nước 2.5 và nước 1.5. Nước 2.5 thì dùng để mình rửa tay, sát trùng, sát khuẩn, và nó làm được nhiều việc cho các bạn. Thì ngày hôm nay đây thì Duy sẽ chia sẻ với các bạn nước 2.5 này nó sẽ làm thêm một gì rất là hay luôn. Thì rất là tốt, nó sẽ là điều hòa cái không khí trong nhà, nó sẽ hút chất độc và thải oxy ra cho mình để mình có oxy để mình thở rất là tốt trong nhà luôn. Thì Duy cũng vậy, Duy là một người rất thích yêu thiên nhiên, và nhà cửa của Duy thì không ngoại lệ, cũng phải có một cái cây kiểng đó. Thì khi mà mình đi ra ngoài mình mua những cái cây kiểng về, cây indoor mình để trong nhà, thì mình sẽ thấy là người ta chăm sóc rất là kỹ, và người ta sẽ xịt những cái loại chemical, những cái loại thuốc để nhằm bảo vệ thân cây hoặc cái lá cây để cho nó luôn được xanh tươi và không bị bệnh. Thì rất là công phu và nó là khi người ta trồng cái cây ra để đưa bán cho người tiêu dùng, nó là quá là công phu. Nên đôi khi mình cũng nói là cây này mắc, cây này rẻ, mà thực ra nó quá bình. Và nhiều khi mình thấy cái cây nó rất là xanh, nhưng mà khi về nhà mình chăm sóc nó thì mình không biết cách chăm sóc, hoặc là mình ơ thờ với nó, là mình bảo quản cái cây nó không có được lâu, nhiều khi một tháng là cái cây nó đã chết rồi. Và hôm nay Duy sẽ áp dụng cái nước 2.5 để mình chăm sóc cây kiểng nhà rất may. Và nếu như những ai mà đã sử dụng cái máy điện giải này rồi á, thì nên thường xuyên nếu mình có cây kiểng nhà thì nên dùng cái nước này để mình chăm sóc cây rất là tốt và rất an toàn cho mình luôn. Về những cái lá người ta xịt thuốc lên những cái tán lá, cái tán cây các bạn, thì nó dính thuốc, không dính những cái lá thì rất là nguy hiểm. Vô tình mình đi qua, mình cũng phải mình không biết mình mắc cái kia, vô tình thì nó làm mình không an toàn đúng không? Thì hãy sẽ dùng cái nguồn nước 2.5 này để chăm sóc cây. Thì đầu tiên lúc này Duy đã có cái nước này ở trong cái bình sẵn, nhưng mà bây giờ Duy lại ngược ra nhưng nhanh vào cái nước là 2.5, nó sẽ gọi là strong acidic water. Thì nó sẽ có hai cái vòi, cái vòi phía trên nó sẽ đưa ra cho mình là nước strong tannin water, nghĩa là nước này dùng để rửa rau củ và dầu linh dầu mỡ. Thì Duy sẽ bỏ vào cái bình này, mình không thể bỏ nó đi được, rất là uổng. Nước này là và đồng thời cái vòi phía dưới nó sẽ làm ra cái nước 2.5. Đây là nước diệt khuẩn, sát trùng, và hôm nay Duy sẽ dùng
cái kiểu rất là an toàn mà vệ sinh các bạn. Tại vì cái nước này là nước hữu cơ, cho nên mình cũng không sợ là chemical là bị một cái gì hay là bị allergy vì cái này đó các bạn. Ok. Nước này thì nó sẽ là một việc khác. Thì đi thành phố là chỉ ăn nấu nấu bếp mà dầu mỡ và nấu tuy nhiên từ từ là vô cái bếp là chỉ dùng cái lượng nguyên 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 dầu và mình lau hai lau tủ đó là cái nước một năm như đây. Rất là hay luôn các bạn. Thật sự là cái máy điện giải này nó quá sức là tuyệt vời mà nó mang lại cho mình những cái giá trị trong cuộc sống và save money cho mình rất là nhiều và cũng như là chăm bảo vệ sức khỏe của mình luôn. Ok. Đây là những cái cây kiểng trong nhà của Duy. Duy có 4 cái cây rất là lớn, 2 cái chuối kiểng và 2 cái cây này thì Duy không biết gọi là cây gì đó, nhưng mà Duy rất thích những cái loại cây này. Nhìn nó sức sống lắm. Cây chuối thì tại vì mình người Việt Nam, Duy rất là thích cây chuối. Trước tiên á, để Duy chia sẻ Duy cho các bạn xem đây. Trên những cái cây khi mà Duy mua về, người ta sẽ xịt những cái, các bạn thấy những cái chấm trắng. Đây không? Đó. Đó là những cái thuốc người ta xịt trên những cái tán lá và trên những cái thân cây để người ta chống, người ta diệt những cái con fungus, những mối mọt hoặc là con trùng các bạn, để cho cái cây nó được mạnh á, nó được khỏe và nó không bị bệnh á. Đó thì cái cây chuối này cũng vậy, cái chuối này cũng vậy. Như có 2 cây chuối và 2 cái cây này thì các bạn thấy không, này trên những cái tán lá nó vẫn còn những cái thuốc người ta xịt vào cái cây này. Thì nếu như mình đúng ra nếu như mình ở trong nhà mình bỏ nó trong nhà thì phải thời gian 2 tuần hoặc 1 tháng thì mình phải đi mua những cái thuốc về để mình dưỡng nó, để mình xịt nó, để mình chống nó, để cho nó khỏi bị bệnh. Thì bây giờ Duy đã có cái nước 2.5 này luôn. Đây là nước diệt khuẩn, nước sát trùng. Và Duy chỉ có việc xịt lên những cái lá cây này, xịt vào những cái thân cây luôn các bạn. Rất là tốt và rất là an toàn cho mình và an toàn cho cây luôn, bảo vệ cây kiểng luôn, rất là save money của mình luôn. Nhiều khi mình mua mấy cái hóa chất về đó, cái thuốc về mình xịt vô trong nhà thì rất là nguy hiểm. Những cái thuốc đó nó cứ bay mùi rồi nó ám vào nhà mình, rồi mình ở trong nhà mình hít á, nó rất là độc, không có an toàn gì hết. Đó. Còn Duy á, thì cứ 2 tuần hoặc nhiều khi lười biếng á, thì 1 tháng Duy sẽ xịt cái này. Rồi đến ngày qua cái chuối này. Đó. Một người bạn của Duy nói cái chuối này á nó rất dễ bị cái đây này, cái kiểu như vậy các bạn này, đó. Nó dễ bị bệnh cái này, cái kiểu này. Đó là mình phải dưỡng nó. Nên mình phải xịt vào những cái tán lá của nó để cho nó chống lại những cái fungus. Xịt hết này, nó có những cái cây này mình phải xịt nó, phải biết chăm sóc nó. Tôi nói mua về thì dễ nhưng mà chăm sóc nó mới là khó các bạn, chăm sóc rất là khó. Mà Duy giữ mấy cái cây này nó nhìn rất là lực, nhìn nó cứng cáp, nó xanh đã lắm. Các bạn thấy không, cái nước 2.5, nước diệt khuẩn 2.5 này nó có nhiều công dụng trong cuộc sống của chúng ta không? Chỉ cần có một cái máy điện giải thôi
là mình có thể dùng 7 chức năng ở trong nó, mà những cái chức năng này á thì lại rất cần thiết trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình của chúng ta, rất cần thiết luôn, và phải nói là quá sức là tuyệt vời đó. Và đến khi có cái cây này xịt mà mình xịt kỹ á, tại vì Duy đang quay clip thì Duy xịt không có xịt để cho các bạn giới thiệu cho các bạn biết cái nước này nó cái công dụng của nó là sẽ mình chăm sóc cây kiểng được luôn mà rất là an toàn luôn, nên Duy sẽ xịt đại khái cho để show với các bạn xem thôi, còn một chút xíu nữa khi mà Duy quay xong Duy sẽ xịt rất là kỹ, Duy sẽ xịt rất là nhiều tại vì mình đâu có sợ cái nước này nó hết đâu các bạn, cứ bỏ trong bình xịt hết á thì xong luôn. Xong là mình lại fill vào máy và mình fill là mình lại xịt tiếp đó, rất là tuyệt vời luôn. Cho nên những ai mà yêu quý cây cảnh, thích chơi cây cảnh trong nhà mà chỉ cần có được cái máy này thôi, bảo đảm các bạn yêu quý nó và trân trọng nó, và phải nói là nó phục vụ cho mình mọi thứ trong sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Cái nước này 2.5 này các bạn cũng có thể là liên chùi toilet là diệt vi khuẩn này, liên chùi vệ sinh toilet này đó, liên tay chân này, như dịch coronavirus thì cái này là cực kỳ quan trọng luôn, chưa bao giờ người ta thấy nó quan trọng như bây giờ, cái nước diệt khuẩn này này và cái máy này nó làm ra luôn bây giờ này, chăm sóc cây kiểng luôn đó, ngăn ngừa phân gọt luôn đó. Đây có cái tắc, tắc này là của bạn tặng cho Duy, tại vì trời đang còn lạnh, Duy chưa dám đưa nó ra ngoài và nó đang còn yếu lắm, nó cần phải dưỡng nó cho nên nó rụng hết lá rồi, nhưng mà nhìn là nó sống lắm đó. Nhà Duy rất là nhiều cây, 20-30 cây á, nằm rải rác khắp nhà, nhưng mà Duy chỉ làm clip này chia sẻ cho các bạn là cái nước 2.5 này nó nó tuyệt vời đến cái mức như vậy các bạn đó. Chỉ cần mình có cái máy này, máy điện giải này, rồi mình muốn dùng nó thì chỉ cần nhấn cái nút 2.5 là mình lấy nước nó ra thôi. Rất là tuyệt vời. Ok, một vài chia sẻ nhỏ nhỏ của Duy ngày hôm nay, hy vọng là mang lại cho các bạn nhiều điều bổ ích. Ok, bye, chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại.